tiếng hú lạ kỳ của Bigfoot, chứng minh sinh vật huyền bí này thật sự tồn tại. Bigfoot, quái vật chân to, hay còn gọi là dã nhân, là sinh vật trong truyền thuyết của người dân địa phương ở Tây Bắc Thái Bình Dương trong suốt nhiều thế kỷ. Bigfoot được cho là sống trong rừng, chủ yếu ở Tây Bắc Thái Bình Dương của khu vực Bắc Mỹ, mặc dù chưa có bằng chứng cụ thể nào chứng minh quái vật này tồn tại. Tuy nhiên, một số người đã mô tả Bigfoot giống như một con gấu đen, một số khác lại miêu tả Bigfoot có hình dạng nửa người nửa vượng, lông lá đầy mình cao khoảng 2 đến 3 mét và có bàn chân với kích thước khổng lồ. Trước đây, sinh vật bí ẩn này được nhắc đến nhiều trong các câu chuyện dân gian nhưng trong khoảng nửa cuối thế kỷ 20, những tin đồn về Bigfoot bắt đầu được quan tâm hơn nhiều. Mới đây nhất, một đoạn video được cho là ghi lại tiếng hú bí ẩn của Bigfoot đã xuất hiện trên mạng, tiếp tục củng cố thêm cho thuyết âm mưu cho rằng sinh vật huyền bí này thực sự tồn tại. Mặc dù vậy, đoạn video trên vẫn được cộng đồng nghiên cứu Bigfoot trên khắp thế giới đón nhận nồng nhiệt. Theo một số thành viên, đoạn video thu được tiếng hét của Bigfoot cho thấy sinh vật huyền bí này vẫn sống khỏe trong thời hiện đại